Xin chào các bạn đã đến với series tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng. Hôm nay chúng ta tiếp tục đồng hành đến thành phố Ngàn Hoa để tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học Đà Lạt. Chúng ta cùng điểm qua những thông tin tuyển sinh cơ bản của nhà trường trong năm 2021. Mã trường TDL. Chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường là 2.820 chỉ tiêu cho 33 ngành học của nhà trường. Phạm vi tuyển sinh của nhà trường trong năm 2021 là tuyển sinh trong cả nước. Đối tượng tuyển sinh trong năm 2021 của nhà trường gồm thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của nước ngoài phải được Bộ Dục và Đào tạo công nhận. Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp. Trường hợp người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành. Người có bằng tốt nghiệp tương đương trình độ trung cấp do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo thông tư số 34/2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định tại khoản 2 điều 7 quy chế tuyển sinh trình độ đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành theo thông tư số 09/2020/TT Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 7 tháng 5 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm 2021, nhà trường có 5 phương thức xét tuyển độc lập với nhau. Phương thức 1 xét dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Phương thức 2 xét dựa vào kết quả học tập còn gọi là xét học bạ. Phương thức 3 xét dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Phương thức 4 xét tuyển thẳng. Phương thức 5 ưu tiên xét tuyển thẳng đối với thí sinh học tại các trường chuyên của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 33 ngành. Dưới đây là các ngành nghề nhà trường có đào tạo. Dưới đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của nhà trường trong năm 2021. 1. Các ngành đào tạo giáo viên theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Các ngành khác, trường Đại học Đà Lạt sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng như mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. 3. Ngành sư phạm tiếng Anh và ngành ngôn ngữ Anh ngoài việc đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thì điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển không thấp hơn 4 điểm. 4. Các ngành đào tạo giáo viên, thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 8 chấm trở lên. 5. Các ngành khác, tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 17 điểm và không có môn nào trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển có điểm trung bình dưới 5 chấm. Mức học phí dự kiến trong năm 2021 của nhà trường là 6 triệu đồng trên một học kỳ. Trong năm 2021, nhà trường sử dụng 22 tổ hợp môn xét tuyển cho 38 ngành học của nhà trường. Thông tin liên hệ trường Đại học Đà Lạt, địa chỉ số 01 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt. Vừa rồi là những thông tin tuyển sinh của trường Đại học Đà Lạt. Nếu các bạn còn thắc mắc về thông tin tuyển sinh của trường nào thì đừng ngại comment dưới phần bình luận nhé. Và thông tin chi tiết tuyển sinh của nhà trường mình có để dưới phần mô tả nhé. Nếu các bạn thấy clip rồi hay thì đừng quên để lại một like và một share cũng như đăng ký kênh nhé.